Đây các bác ạ, cuộc sống các bác có cho vợ con các bác có tiền 100 triệu hay là vàng cho bạc thì cũng không bằng những cái món quà nó ý nghĩa. Món quà này bác tặng các bác này, bác gái này, tay em Tuấn này, tay đàn ông nhìn là đeo đồng hồ nữ lên nó hơi thô nhưng bác thông cảm, nhìn này phải nói là con này nó quá đẹp luôn. Đính đá, hầu như đính đá được gần hết các viền các bạn. Nhìn là đính đá này, đá này, đính đá hết các viền này. Và trên này đang đính ở điểm 12 giờ là 2 viên, còn đâu mỗi điểm 1 viên. Con này là con EV Valentino. Valentino các nhá. Hình bên trong luôn. Valentino và khay viền xung quanh đây đã được đều được đính đá hết, đều được đính đá. Dây thiết kế với lại dây màu vàng. Cực kỳ sang luôn, phải nói là quá sang luôn các bác ạ, các bác ạ, mà quá sang trọng luôn. Em Tuấn chả biết nói nào nữa. Chiếc đồng hồ này có mức giá là 3 triệu 500 nghìn. Bác tặng bác gái thì có đến 30 triệu hay 300 triệu thì nó cũng là những đồng tiền, nó lại chung việc chung. Đây là những cái món quà các bác tặng nó có ý nghĩa. Có nhiều bác thì lại à tôi phải mua nó có hộp. Báo cáo bác là đây là những chiếc đồng hồ gọi là hàng lướt ở nước ngoài về nhé. Hàng lướt nó rất là đẹp nhưng mà nó sẽ giá trị hơn rất nhiều những chiếc đồng hồ trong nước của mình. Nếu như bác nào mà có điều kiện mua hàng chính hãng ở trong nước thì cũng ok rồi, nhưng nó đắt lắm. Ví dụ như một con này mà các bác mua hàng chính hãng ở trong nước nếu có thì các bác phải mua nó tầm mười mấy triệu đến 20 triệu, chứ không bao giờ nó có chuyện 3,5 triệu như thế này, đúng không ạ? Cái gì nó có một cái mức. Nhưng mà đây nó còn rất là đẹp và cũng cũng tương thích với lại bác gái nhà bác, thì nhìn thấy một chiếc đồng hồ nó rất là đẹp như thế này rồi thì cũng không có lý do gì mà mình phải bỏ tiền ra để mua một chiếc nó có cái hộp. Cái hộp bây giờ in đơn giản lắm các bạn. Nó có cái hộp đấy, in cái này nó có cái hộp, bác biết không, nó có cái hộp nhưng mà tự nhiên nó mình mất đến 10 triệu nữa, nghe nó buồn cười đúng không? Rất là đẹp bác nhé. Con này là 3,5 triệu, bác nào nhu cầu liên hệ với em Tuấn. Chào các bác.